Everyone, happy Khmer New Year! Chăng là lời nên khi chúng ta sân chạm ở vì rượu rồi xa chân tới tại pra ca cứ dân phở ca bất cả đá bằng tay ca nó mình sẽ tập hiệp sẽ mẹo bài chân bắt đầu mắt nên khi vô bông mà đầm bay ở phát mà sao dân môn nâng hay đạp cho miệng bà đá chân tới dưới tới ca phát mục nâng cứ phía tràn về để phát cứ nên khi chúng ta đạp cho miệng đầm bay cũng ở sọc chân dân phở bò hiện xo nâng cả đá chân nên khi chúng ta phở bò hiện cầm mãi đã nâng kiên kiên brand này foundation này cứ make up forever chăng nên khi mà prep tiếp một bao nên khi mà mỗi một xì cô nâng ta bị xì po khi này ở tòa mà nên khi mà mà sai hơi vậy này cứ mà KVD vegan beauty á hay ở dương lock à foundation nó là vì nào mà cái này dương tới gần một cái hình smooth và tòa mà ở dương cu chỉ mà sai từ nọ nâng nên khi mà mà sai từ nọ nên khi mà phát môn từ bồ nên dương mà cu là càng khom chạm ở đam bay ao ya tay bay này bao dương eye shadow bao dương nó cứ vì miền po xó lỏ hay nam mối dương ai cài tầm rung chạm dương để thử bài nâng ban môn á hay ní cứ những nhóm cu mình chạm đại pra mà sai eye shadow bỏ Nikki tutorial palette chẳng những nhóm purple nào thay dương lại cái tôi giờ hiện quang thì má đây sang ngày ní chọn lại cái tôi mình chạm hiện ba lần nữa ní cứ chơi eye shadow bỏ Tati Beauty hay Tati Tati Beauty dương phải eye shadow bỏ hiện so những nhóm dùng một partner lừa tay khang mục bao dương chơi lại cái này highlight hay phát này lửa tay này từng mua dương vợ trụ đậm bậy bao vi sáng mặt lo muốn dương chụp đậm phát này nên cứ chơi eye shadow base bao ở mặt P. Louis cứ bôi hình xoáy hay ở nên khi ông pravi dùng mà cu đậm rung eye shadow từ bốn là đang tay trăng thua ấy chơi từ cu xin nên nè cu tới chân hiện tới rồi chơi từ 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 chăng ở lời nên cứ ở eye shadow vì hiện chân hiện thì hay chân những bật thay em bỏ sai nhưng hiện ở đây giờ đây phê tập bổ hiện mưa một mình anh chồng mà chơi từ nào từ đây ở lời nên bật top mà dương hiện blend vì dương ở top vì sa chỉ mùi những chuột bỏ dương hay thường mà giờ bị bài bỏ ban lo hay dương pra bỏ kêu tập bệnh bỏ Nikki tutorial palette nắng vô má là mấy cú để hiện chia chụp tia chẳng nó hay ở dương blend vì lời nên hiện chênh chênh riêng và đã chụp đã đăng thay thôi ấy cho bộ đăng đừng thay ấy giờ tới sân đó nè và thầm đang khi tập phát một từ bốn cử chân đăng thay tới khả năng mà này bên tay đó vì hai dương chênh riêng chênh ấy tới mới tới khu sống đại lời nên ở nên khi phở po hiện kêu can tại chan tích đại phở eyeshadow po kêu chan nó đâm bay bên đánh po nghe vì can tại sa thay lên một viên được hàng lư tích chân tới hay prai po thnao đai ni khnyom phat tae leung chao mai nung yo ma pa deng po a po khieu nung a vi mue tae hieng lungat dambei samao vi kan tae chbas hay ni keu Tati Beauty po khmau a shadow po khmau neu palette bos Tati Beauty nung yo ma ku dambei a pa deng po a shadow yeung khang leung nung vi kan tae saat tiet ni keu ni khnyom phoe chi cream foundation nung yo ma cut crease pi sang le yo tha cut crease mai nei tha cut at thabop neu yeung ni cắt ở phía sát smile là ở trên dương cu chân hái ở cắt crease phía chân tới hơi dương liệu về trong vùng tay này cái lại nâng chân máu hơi ní cứ ai là nhờ bỏ L'Oreal dương dương mặt cu vì ở viêm nơi tất cả tất cả bạc xa là ở trên chân rụ riêng và đá hay ní những khiêm phở bò hiểu chút chay đầm bây ở phần đánh bò khi ní nâng này khẳng nông kiên ở phần này bỏ dương nâng hay dùng tiền po năng màu hiện cả đá hay màu hàng cam hay gì đó nhưng khi pra po hiện so đầm bay ở viền mưa tới cứ việc chụp bà là o nè này cắt bỏ này nhớ nhé chân ở phần to màu tia nhưng khi vô eyeliner để nhưng khi pra muốn nâng
យកមកគូដើម្បីវាមើលទៅកាន់តែច្បាស់ឃើញរាងអសវីជារាងមាត់ទានឹងរាងច្បាស់ហើយក៏ទាញវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង eyeliner គូជា eyeliner តែម្ដងអានេះគឺអ្នកខ្ញុំប្រើ eyeliner នឹងគូនៅផ្នែកខាងមុខអាកាហៅថា tear dot ណាផ្នែកការផ្ទៃភ្នែកយើងខាងមុខនឹងដើម្បីឃើញភ្នែករាងកាចរាងស្រួយហើយត្រឡប់មកNiki Tutorial Palette វិញខ្ញុំប្រើពណ៌ទឹកក្រូចលាយជាមួយពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីផាត់ពណ៌ហើយនឹងវាយខ្ទង់ជាមួយតិចទៅ Highlighter នេះគឺជាម៉ាករបស់ Pat McGrath ហើយខ្ញុំដាក់នៅលើខ្ទង់ជាមួយហើយដាក់នៅលើឆ្អឹងពណ៌ផាត់ឲ្យមើលទៅឃើញមានទម្រង់ផ្ទៃមុខយើងកាន់តែផុសបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទរោមផ្នែកដបងថាបិទអារៀងស្ដើងឯងដល់ពេលឲ្យមើលទៅវាដូចស្ដើងពេកខ្ញុំថែមមកខ្រាស់អានេះខ្ញុំយកអាមុខស៊ីលីកូនហ្នឹងខ្ញុំមកដាក់នៅខាងលើហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកសក់ដើម្បីបាំងបូដែលខ្ញុំពាក់ខាងលើហ្នឹងហើយយើងសិតចឹងមិនសក់នឹងចងមកខាងមុខនឹងគឺដើម្បីអញ្ចឹងទេគឺយកទៅមកក្រោបពីលើមកកត់មុខរបស់យើងនឹងហើយសិតសក់ឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយអីចឹងមកហើយសក់នឹងវាអត់ចង់ស្ដាប់ប្រកបយើងទៀតហើយតម្លាក់សក់នៅខាងក្រោយហើយអ្នកខ្ញុំបានធ្វើមកកត់ហើយនឹងអាវជាកម្រងខ្សែកពាក់នៅលើកនឹងអ្នកខ្ញុំបានធ្វើមុនគឺចង់ធ្វើជាពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីឲ្យវាត្រូវឈុតរបស់វាហើយមកកត់នេះគឺធ្វើពីសបកដបសបកកំប៉ុងយើងហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថាចេះតែយើងច្នៃទៅព្រោះថាវាស្រាលហើយវាងាយស្រួលពាក់កាលណាយើងធ្វើពីសបកប្រដាស់អីចឹងណាអានេះនេះខ្ញុំកំពុងតែគៀបនៅបូពណ៌ភ្លឺភ្លេកនៅជុំវិញមុខហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាព្រោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យតួអង្គមួយនេះកាន់តែភ្លឺភ្លេកហើយនេះគឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមលាបក្រែមគឺប្រើ Make Up Forever Lip Pencil ប្រើពណ៌វាពណ៌សាច់លាបវាពីលើតិចជាងទៅហើយយើងប្រើ lip gloss for flower beauty នេះហៅ lip gloss វាពេញមានពណ៌ប្រដាំងជាពណ៌ទឹកមាសហើយលាបចោលពូម៉ាក់ខ្ញុំនៅខាងគៀនរហូតដាក់ឈ្មោះគាត់និងដាក់ឈ្មោះអីពីអ្នកខាងគៀននឹងគាត់ចង់លាបដែរយើងដាក់ឲ្យគាត់តិចម្នាក់តិចម្នាក់ចាចឹងសម្រាប់ការផាត់មុខរបស់យើងតាមពិតទៅចិត្តរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែយើងចាប់ដើមសេរី detail ស្អីអីតិចតួចឹងណាអ្នកខ្ញុំប្រើកាយសម្រាប់បិទស្បែកបិទត្បូងនៅលើខ្នះហើយបាត់ត្បូងឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅសងខាងផងតោះមកនេះខ្ញុំចាប់ដើមសេរីសក់ហើយពាក់មកកត់ពាក់អីចឹងទៅហើយចាប់ដើមរៀបចំថតរូបអញ្ចឹងសូមអរគុណចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺជាកិត្តិយសមែនទែនដែលសមាគមកម្ពុជាយើងនៅ Lowell គឺ CMAA Association ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបង្ហាញនូវសមត្ថភាពហើយណាមួយវីដេអូនេះគឺផ្ញើជូនទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកទូទាំងនៅខ្មែរក្តីនៅអាមេរិកក្តីសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខែសាសុខភាពហើយផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ពីអាមេរិកទៅអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ